đá cái bóng gì biết không? Thấy hồi xưa đấy là cái bà hoa tố hấu mà loa càng á. Hoa kê hoa gì? Hoa kê hoa gì? Cái này là hoa hình đệ. Hình đệ. Nó có rất nhiều cái dạng bóng này. Ồ, nhưng mà nó là bóng bóng hình đệ. Còn cây cây nhỏ nhỏ nó là liễu yếu phải không? Cây bán nhỏ đó nhỏ là liễu yếu. Mình nghĩ cũng vậy, cái nổi cái tên của nó là thấy đài cát thôi hả? Đang gì cảnh tao. Nhắc chim mai. Cây này gọi là gì quen rồi? Ý lan. Ôi chà. Bên này có khế không? Làm gì có. À, đây, đây, đây. Bên này có bánh chân khế. Nó có chỗ nào nữa? Như cái thằng lúc lượng một tên cao chỉ là nhiều. Cái dàn này. Mua đi, bán đi. Ừ, mua đi rồi. Nó cái bông khế đây này. Hồi xưa thì có mấy cái bộ đồ bông khế á. Vì mà cỡ 50 in nha. Ồ, đẹp nó vững chắc là nó thấy đẹp đó. Chị đừng có rủ rủ nè, hồn mình nha chị. To thì đây chứ. Vẫy trúc hả? À, giống cái cây chung, giống như con nai nhà Hà rồi đó. Con chim nhà Hà rồi đó. Mà con nó chim nó. Bên kia là con chim hạt, bên này là con chim bay. Vẫy trúc. Vẫy trúc, đúng rồi. Vẫy trúc. À, con trúc đó hả? Cái... À, tôi biết con trúc nó rồi. Thằng giống như cái vẫy. Ở ngoài biển, ở ngoài biển chứ gì? Con trúc ở xinh xinh chứ. Thấy mấy cái ảnh chụp về, mấy cái lối đi trồng hoa này nhiều lắm. Hoa này hả? Ừ. Thấy dễ thương là ừ. Thì nhà bóng này tính gì không? Đóng vô, hồng sa mạc hả? Họ thương gọi là sự Thái Lan, mà tính gọi khác hẳn là hồng sa mạc. Bó hôm tới lên bà nà ừ. Nó có nhiều cái hoa. Ừ. Toàn không tụi câu. Họ ở đây gọi anh đây là hồng tố cầu, nhưng mà hồng tố cầu có thể biết cái là nó khác. Nó mang sao? Nó cũng từ đầu rẫn ra màu xanh. Cao mà nó chín luôn hả? Ừ. Ở Vĩnh Liên có thể có như cái nhà có cái vườn cao đẹp nghe. Ừ. Cái cây này cây đụng cái lá nè. Ô mày. Không có, nó mọc cái gì không trên ngọn, mà mọc ở dưới hả? Ừ. Cái cây, cái trái của nó.
Cái này bông nó có bông không hả? Ừ, không, bông hàng đơn sơ vậy thôi, nhưng mà hàng đẹp, thương đẹp và giản. Cái thân của hàng giống như cái đập bình à, là gọi tên đập bình. Đập bình, hôm nay cũng đẹp. Cái này là lan của hàng. À, lan nằm rượu, lan nằm rượu. Ôi trời, lan trời. Nằm rượu. Lan nằm rượu. Nấm rượu hả? Nằm rượu, cái bình rượu đó. Nằm hả? Nằm, nằm, cái nằm á. Cái nằm bao nhớ không? Biết không? Giống như trái bao ý chang, cái bao rượu đó. Cái nằm à, rượu. Thì cũng thấy giống rượu. Như cái bao rượu. Không có ra bông không? Ừ, hình như không thể bông á. Nên là Mai Cẩm Tú hả? Adesso hả? Rồi cái trái gọi là trái nhọc. Ừ, trái như trái, trái gì quên rồi. Trái gì đó, mấy nhau đại khải học con nghĩ cả hả? Này. Cái gì con? Cái mẹ đây con. Cái bóng đẹp này. Con ta thì sao nãy? Hoa nó là hoa gì quay rồi? Hoa chuỗi pháo. Hoa chuỗi pháo. Nó phô cực cho nó sắc. Ok rồi. Đó. Mà, con thấy mẹ đang làm gì? Con quay phim ra sao nè. Tại vì mẹ thích nó. Đừng con, đừng có động mẹ mà rung rinh. Hà ngó nó rõ chưa hả? Hà ngó cái bông nó rõ chưa nè. Hà ngó này hả? Ờ, mà trong khi mình về mà cái máy hình mình rõ nét lái cự ly chưa đúng không? Cây chuối, cái bồn chuối. Nhiều này hồi trước mình trồng nhiều rồi mình không biết cái tên nó. Cây đinh lăng.
Kệ làm kỷ niệm. Để sậu và bắt đen nè. Đặt lên mic. Có 200 mic tới cười thiệt. 200 mic nằm. Nó nằm ngay dưới đất á. Mua kia là nhiêu á, mặt tiên gấp lên nào. Ừ. Mà có ngon hả? Nó. Cái mít này là trồng hay là tự nó mọc nè? Cũng bị. Thôi đợi vào lấy. Nó có sẵn rồi hả? Không, mày thải là dài như là mọc lên cho mình thấy chỗ mọc vào chỗ được cho mình chắc mọc. Hello Mino hả? Hello Mino. Hello. Sao nó lên trời. Nói vô đây nè. Nói vô đây. Cháu này đang lại cái cháu mực hả? Nói vô đây, Mino. Ôi, mình có tấm ướt của chót luôn. Mino. Không, mình đây lo á, ướt tròn á, trần hả, chứ để trò hãy. Để dắt, chứ để dắt, bỏ mặt trần ra. Cay nhờ, ô, cay nhờ. Nó ở nè, nó ở trong cay nhờ, vừa hồi tới, nó lấy bừng chót hết trơn gì mà. Nó ở nè. Nó lấy gì mà. Ồ, ừ. Nó cái nó còn mới luôn. Cái gì đi kiếm gì hả? Cái này cái trúc hả? Cái này cái trúc Nhật đó. Mỗi cái đốt nó ngộ ghê á. Cô ha, anh này để mẹ con thay xéo mẹ. Hử? Thay quần xéo mẹ. Ừ. Mẹ đang làm sao con nắm tay mẹ?